Tổng kho nội thất Gia Hưng tuyển đại lý, nhập hàng tại tổng kho không lo về giá, hàng đẹp giá tốt chốt giao ngay. Liên hệ hotline hoặc Zalo 0911 55 00 59. Người dùng Thái Lan nói gì về xe điện VinFast? Ngay từ những ngày đầu tiên của triển lãm ô tô quốc tế Bangkok BIMS 2024, dàn xe điện VinFast đã trở thành tâm điểm được nhiều khách tham quan đặc biệt quan tâm. Người Thái đánh giá cao thiết kế hiện đại, bắt mắt và khác biệt của xe điện VinFast so với các sản phẩm đang có tại xứ sở chùa vàng. Xe điện VinFast rất phù hợp với đô thị Bangkok. Có mặt tại gian trưng bày của VinFast từ sớm để tìm mua một chiếc xe cho cậu con trai, ông Thiro và vợ sống tại Bangkok đã lần lượt ngắm từng mẫu xe điện VinFast, hỏi thông tin cặn kẽ từ nhân viên tư vấn trước khi đặc biệt dừng lại trước mẫu VF3 rất lâu. Mẫu xe này có thiết kế rất đẹp, tôi nghĩ nó sẽ rất hợp với con trai tôi. Hy vọng VinFast sẽ sớm đưa mẫu VF3 đến bán ở Thái Lan, ông Thiro giải thích. Ông Vos, khách tham quan từ Bangkok thì đang tìm kiếm một chiếc xe cho vợ sử dụng hàng ngày. Khi đi qua gian hàng VinFast, chiếc VF3 cũng ngay lập tức thu hút sự chú ý của ông nhờ thiết kế nhỏ nhắn, gọn gàng và rất cá tính. Với tình trạng tắc nghẽn thường xuyên ở Bangkok, một chiếc xe nhỏ gọn là rất cần thiết để di chuyển nhanh, tiết kiệm thời gian, vị khách nhận định. Hai vợ chồng cho biết đã để lại số điện thoại cho nhân viên tư vấn của VinFast và sẽ tìm hiểu kỹ hơn về hãng xe Việt. Người khách cũng thích các mẫu VF6, VF7 và khẳng định sẽ không ngạc nhiên nếu sớm thấy xe VinFast của Việt Nam chạy trên đường phố Thái Lan. Tương tự đối với ông Thiro, đây là lần đầu tiên ông khám phá thương hiệu VinFast từ Việt Nam, quốc gia Đông Nam Á láng giềng. Ông khá ngạc nhiên khi chiêm ngưỡng dàn xe đủ mọi phân khúc với thiết kế hiện đại, bắt mắt. Đã có 3 chiếc bán tải vẫn muốn mua VF-Y. Nhà dùng bán tải đã nhiều năm, nhưng tôi thực sự chưa thấy một mẫu bán tải nào đẹp như chiếc VF-Y. Bà Tip, một du khách có mặt tại triển lãm trầm trồ. Sống ở ngoại ô Bangkok, gia đình đã có 3 chiếc bán tải. Bà Chip dự định mua một chiếc xe mới thay thế cho một chiếc đã cũ. Tham khảo nhiều mẫu tại BIMS 2024, bà Chip đánh giá VF-Y khác biệt hoàn toàn so với các mẫu xe bán tải trên thị trường. Những điểm nổi bật bao gồm thiết kế mạnh mẽ, sang trọng, nội thất xe đẹp và đặc biệt là hoàn toàn có thể sử dụng trong công việc cũng như trên những chuyến đi chơi với gia đình. Dù tới BIMS 2024 không phải để mua xe cho mình, nhưng ông Thiro vẫn bị VF-Y hút hồn. Tôi đang sở hữu một chiếc xe bán tải của Nhật và chắc chắn sẽ rất nghiêm túc xem xét việc mua chiếc VF-Y, ông khẳng định. Thái Lan là thị trường tiêu thụ bán tải hàng đầu thế giới. Đây cũng là thị trường ô tô sôi động bậc nhất khu vực Đông Nam Á, được mệnh danh là Detroit của châu Á. Với ông Paibi, sinh sống ở Bangkok, ông đến BIMS 2024 để tìm một chiếc SUV rộng rãi dành cho gia đình. Vị khách hàng đang nhắm tới chiếc VF8 hoặc VF9 vì khoang nội thất rộng rãi và thiết kế sang trọng, đồng thời cũng rất thích VF7 với vẻ ngoài cá tính và thông số ấn tượng. Ông Paibi cho biết, đang chờ VinFast cung cấp thêm thông tin về xe và giá cả để cân nhắc mua xe. Rất nhiều khách hàng tại Thái Lan vẫn đang đổ về BIMS 2024, trong đó tâm điểm nóng bậc nhất phải kể tới gian trưng bày của VinFast. Theo ghi nhận, lượng khách hàng tại khu vực có dàn xe điện VinFast luôn rất lớn. Rất nhiều khách hàng tại Thái Lan cũng như du khách từ nhiều nước đều muốn check-in cùng dàn xe điện ấn tượng Made in Việt Nam, cũng như được tư vấn cụ thể hơn về từng mẫu xe. Từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4, VinFast trưng bày giải sản phẩm thuần điện đầy đủ từ Mini, SUV VF3, các mẫu VF5, VF34, VF6, VF7, VF8 và VF9, cũng như bán tải điện ý tưởng VF-Y tại BIMS 2024. Tại gian trưng bày A24, Challenger Hall 1, trung tâm triển lãm Impact Muang Thong Thani, Bangkok, cùng ngày, hãng xe Việt đã chính thức ký kết ý định thư hợp tác với 15 đại lý đầu tiên tại Thái Lan, dấu mốc quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới phân phối và nâng cao sự hiện diện của VinFast tại thị trường ô tô hàng đầu khu vực. Ngoài thủ đô Bangkok và 5 tỉnh lân cận thuộc vùng đại đô thị, mạng lưới đại lý của VinFast cũng sẽ mở rộng sang các thành phố lớn như Chiang Mai, Khon Kaen, Ubon Ratchathani, Ayutthaya và Chonburi. Các đại lý tại Thái Lan dự kiến kinh doanh mẫu VF-E34, VF5, VF6, VF7 và các sản phẩm xe máy điện của VinFast trong giai đoạn đầu. Tổng kho nội thất Gia Hưng, chuyên nội thất nhập khẩu, nội thất thông minh, tuyển đại lý phân phối trên toàn quốc. Với đa dạng các dòng sản phẩm, mức giá cam kết tại xưởng, chiết khấu xin lời cao. Liên hệ ngay số điện thoại hoặc Zalo 0911 55 00 59. Địa chỉ A5 Sược 30A, đường số 1 Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.